Cô nhỏ ăn ngon. Cô bự ăn béo hả? Cô bự ăn béo, cô nhỏ ăn ngon. Một con cua. Nước trong quá trong rồi. Cây cá bơi rồi. Wow, ô gần kình. Nằm thấy hay quá đây. Bơi đi dẻo dẻo hả? Này phải có, cái này phải có thắng rồi, thắng rồi chứ. Nhõng bên này. Ừ. 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 Đã gì vậy? Mà dường đứng lên bờ nữa đó. Hạch luôn. Đánh già xuống chạy xuống hết rồi, nghe vậy nhiều là nó sẵn đấy. Được chú hàng lại ghê. Bà có con nào lên nó hơi sưng không? Ừ. Hóa này. Rồi xong luôn. Ghe chạy đó, xà lan chạy đó rồi sóng đánh nè. Sóng đánh này là cua nó có sóng rồi, nó chạy vô hang cho anh em ơi. Vô hàng lắm luôn, hay quá. Ừ. Như mình. Trời ơi, ta đã. Cua leo này không? Ồ, con cua trong hang kìa. Cua bự quá. Gọi vô chú hang rồi. Lấy cái đó sắn được không? Sâu lắm, sâu bỏ đi. Rồi cua gần kênh đứa càng nha, thấy cưng à. Nhanh chưa? Xe chạy trên bờ, xe chạy nước thì tàu thuyền.
Tàu ghe. Nước trong. Tàu ghe gì chạy yên tĩnh ghê thiệt luôn. Đua càng kìa. Ý. Wow, thằng kinh luôn. Wow, đã. Ăn mặn tay trái luôn nè. Nhanh chưa? Ok. Gôn nha. Nằm nằm lẹo quá. Gắn hả? Này, ủa chụp tay luôn. Gặp lạnh người á. Chạy luôn hả? À? Đồng kế quên đã mà chạy luôn. Rồi. Vì sao chạy được chọt vô hang nữa khỏi chạy rồi. Dạ. Rồi đang quay luôn á. Nó quay bình thường không? Còn là quay trực tiếp là lên trực tiếp luôn. Vậy đúng rồi, bình thường mình đăng còn quay trực tiếp thì nó khác nữa. Trực tiếp là bữa giống như đưa một hến năm vậy đó. Rồi quay một chút xong quay trực tiếp lên. Thắng rồi. Ờ, trọng không? Mà mập không? Cứ chú bơ đi cứ đi thẳng đi, khi nào hái rồi mình đảo về. Bên kia, đụng hai con cua nữa nè. Được rồi đi. Một con nó bò bự á. Ú gì trời. Nó mà vô mình rang cái làm dài ve nghe. This is crash, great. Okay, look. Mình đen nắng phải làm chứ. Cái này thì gánh gỏi mình đi quay quán phải đi làm chứ. Chúc mừng. Ý ồ nhái nhảy giùm mình. Ừ.
em chưa nhìn chung đó kìa. Rồi mới đó. Đó đó. Nằm trên á. Cái đó có trên. Rồi chạy xuống, Ồ chạy ra. Đó. Sống nữa rồi. Cua bé béo không rồi nha. Ừ, nằm kìa. Phải hai con. Hai con đang yêu nhau hay gì á. Ôi trời ơi. Ờ, hai tay hai con. Hai con cái bên. Hai con cua đực. Máy chạy, mà gì cũng may là chạy chậm. Chạy nhanh sống được. Ồ, hang quá lỗ rồi, lỗ quá hang luôn rồi. Ủa cây né không? Cua này động tĩnh là ngó vậy là vô chứ liền vô chứ. Ồ, chứ này cũng biết điều tới đây cái anh lên gà đó biết mình đi bắt cua á thì nhanh lên sống đánh dạ nhanh lấy gà lấy gà đánh chỗ này là thua rồi đó. Trong xe luôn nè. Nước phèn. Nhìn cây có những cái con gì lạ lạ không? Độc lạ Bình Dương.